vào khu này. Hôm nay thời tiết khá là thoải mái mọi người. Thời tiết dâm mát rồi. Thì cũng vất vả. Công việc hàng ngày vào rừng kiếm đây ít rồng rắn về để bán lấy tiền bán học cho con. Cái mùa này cái cây này nó lên xanh đẹp. Đây, nhìn dễ luôn. Đấy. Đống. Ôi, hình như có mấy con nào nó lặn một đống nữa. Đen xì không ạ? Ừ. Kinh thế. Ai dạ. Vẫn lặn quấn quanh thôi luôn. Để, để tôi móc. Đấy. Nó còn đang chạy vào. Hình như hang nó còn sâu ạ. Ui, đây có con ra đây. Ôi, ai ô. Đâu? Kìa kìa. À đây, hai đầu. Ui, hai đầu. Ui. Đây bên này có con này. Đây. Ôi. Nó thụt vào rồi. Đây. Ôi. Đây. Chặt chó không? Rồi. Không tôi đâu. Đấy. Ai đấy, đấy kêu. Ngon lên, lấy tôi. Mấy đây. Mấy không có để ý đâu kìa, con nào nó ra không vào. 10 con liền. Đầu tiên đuổi theo có một con, cuối cùng ra 10 con liền luôn. Ôi. Ủa này bằng nhau thế không nhỉ? Hai con nó bằng nhau trong tắp. Ui, kia vẫn còn này. Kia vẫn còn một con nó đang đuôi nó còn chạy ra kia. Đuôi nó còn chạy ra đây. Ui, đây rồi. Đây. Nó vẫn chui ngay đấy. Nó vẫn cái cửa đấy, bảo bịt vào không bịt à. Sao lại phọc ra mất hết thôi. Tôi chọc lên ngoài lại con nhìn đằng kia xem còn thấy con nào đâu. Ảo ơi, ôi, lên đây. Rồi. Ôi, nó chui lên rồi. Đây. Chui lên rồi. Đâu? Ê, nó vẫn còn trong hang. Ui. Nó chui mã đâu ạ? Ngập mã cái gốc ra. Buộc. Vớt ra. Ôi! Kìa! Chết rồi! Ôi! Không cho nó vào hang này. Một đoàn luôn. Rồi. Nó vẫn đang muốn vào hang. Tắt. Còn hang nữa mà khá lắm, còn rắn. Tùng á. Đa lông cộng. Đây, bới cho nó xong. Đây này. Đây này, bới vào Tùng. Đây. Hết rồi, bỏ đá. Hết à? Đầm đá. Cứ ven này không ạ? Cứ ven này rồi có cái đi như mẹ là khá lắm này. Có đó. Đúng rồi. Đi, cầm cái.